Chào tất cả mọi người nha. Thì hiện tại bây giờ đang là 8 giờ tối rồi. Thì hai vợ chồng mới vừa nghe một tin, đó là cái thằng em mới sinh năm 97 thì vừa tai nạn ở Cát Tiến mọi người, thì mới mất. Thì em ấy ở cùng vừa cùng về với vợ Lộc nhưng mà khác xã. Hiện tại về vợ Lộc là ở Cát Khánh, còn em đó ở Cát Minh, cách thì cũng khoảng 2-3 cây số mọi người. Nên là hai vợ chồng nghe được cái tin đó thì muốn lên thắp cho em một cây nhang. Thì được biết là gia đình của em khó khăn nữa, thì mẹ thì già rồi, còn bố thì mất rồi mọi người đó. Thì Thủy thấy trên mạng sao thì Thủy cửa lại cho Lộc đó sao. Thì Thủy thấy bạn bè thì có đăng lên ra mọi người, thì Thủy thấy gia đình rất là khổ luôn, mà em đó còn quá trẻ, mẹ nhà rất là khổ luôn. Mọi người nhìn vô, mọi người chụp lại á, bạn bè đồ chụp lại thấy là cái gia cảnh đó không có cái gì giá trị trong nhà luôn mọi người, nhà rất là thảm. Nên là Thủy mới kể cho anh Lộc là hoàn cảnh như vậy. Chứ anh Lộc kêu ừ nhà thảm quá. Sau hai vợ chồng mình đi lên coi thắp em cây nhang. Nếu mà coi hoàn cảnh như thế nào mình kêu gọi được mạnh thường quân có ủng hộ thì ủng hộ cho em được đồng nào được để gia đình xây sở mọi người. Bữa giờ Lộc cũng ít làm từ thiện, có gì mọi người thông cảm nha mọi người. Tại vì bây giờ hiện tại Lộc cũng còn giữ cái vĩ từ thiện mà tuy nó không nhiều nhưng mà cũng cái đó là cũng cái tâm, cái lòng của mọi người. Nó nói chung là đối với Lộc thì là cao, nhưng mà đối với những người khác thì người ta sẽ thấy nhỏ. Nhưng mà hồi bữa Lộc có đi từ thiện của bà cô, Lộc đưa tiền cho bà cô bán vé số dưới cái ông nhà của bà cô mà bị ung thư vú á, thì Lộc có đăng lên cộng đồng YouTube cộng đồng á. Thì không biết là có những anh chị thì cô chú thì chưa xem. Thì bây giờ Lộc sẽ lấy cái vị đó đi lên giúp cho thằng em mới mất á. Thì số tiền bao nhiêu thì chút nữa Lộc sẽ lên đó, về Lộc sẽ bỏ tiền vô bì thư và quay lại cho mọi người xem, và đi thẳng vô trong đó bỏ vô thùng, trong thùng luôn cho nó uy tín đó. Đi thì cũng ở gần nên là hai vợ chồng đi xe máy nha mọi người, chứ đi xe ấy thì nó mất ấy nha, mất ấy là mất ý là ở trong đường hẻm mình không có đi vô được, hiểu không? Thôi chiều lên 8 giờ mấy rồi, giờ lên nó chắc cũng 9 giờ kém. Hai vợ chồng Lộc thì ở đây cũng gần cái tiếng mà hồ rồi. Tại vì chờ thắp nhang cho em cây nhang á, thì cúng đồ xong rồi mới thắp được. Thì thầy mới vừa đi ra mọi người thì nói là thắp được rồi. Đó thì Lộc mới giờ Lộc sẽ quay video lại. Hai vợ chồng Lộc chích cái vỉ ra là số tiền là 10 triệu rồi đi vô cúng nhang cho em. Rồi quay gần lại đưa cái phong bì cho anh. Lộc sẽ quay một cái đoạn đi vô đó là bỏ vô phong bì cho mọi người thấy luôn. 1 triệu nè. Bỏ vô. 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu, 6 triệu, 7 triệu, 8 triệu, 9 triệu, 10 triệu, rồi bỏ vô phong bì đi. Đưa lấy cái phong bì gì mà ấy chết đi. Rồi, đưa cho viết đi. Lộc chỉ ghi là Mạnh Thường Quân và vợ chồng Lộc Phù Hồ nha. Từ từ đỡ Lộc đỡ đây nha. Mọi người thấy không? Mạnh Thường Quân viết tắt anh. Thường Quân. Cơn Lộc Phù Hồ. Lộc Phù Hồ. Anh ghi cơn Lộc Phù Hồ chứ? Vợ chồng Lộc Phù Hồ thôi.
Rồi đây nha mọi người, đây là đúng số tiền 10 triệu nha mọi người. Rồi bây giờ là hai vợ cất cái viết đây. Rồi bây giờ hai vợ chồng Lộc sẽ đi vô thắp nhang cho em và quay lại cái ngôi nhà em đang ở như thế nào cho mọi người xem luôn nha. Rồi, bây giờ em vô nha. Mà anh đi vô không? Thì cái đường vô nhà em thì nó hơi nhỏ nha mọi người. Thì ngay chỗ cái chợ gà muối hả? Rồi đi khoảng chợ hơn muối. Chợ muối đi lên khoảng một cây số. Rồi cua vô cái đường hẻm bên tay trái là tới nhà em nha mọi người. Trước nhà có cắm mấy cây cờ. Cho Lộc vô quay cái căn nhà chút xíu nha. Rồi bây giờ Lộc sẽ dẫn mọi người vô nhà của em cho mọi người xem nha. Đây là mẹ nè anh. Đây là con không của anh bác đây. Vô anh. Thì đây là cái căn nhà của em nè mọi người. Thì Lộc có nói đầu video là gia đình của em rất là khó khăn. Đó, mọi người quay lên trên cho mọi người xem nè. Trên đây chưa to luôn nè mọi người. Đó. Thì em thì đã liệm rồi nha mọi người. Thì hồi chiều thì vợ Lộc thấy những cái ảnh mà đăng lên thì ở đây cái căn nhà đồ, cái bếp đồ ngay đây nè mọi người. Cái bếp hiện tại đang nấu ăn thì ở đây. Mọi người thấy thảm không? Quay vô đứng vô đây đi nhanh vô đứng vô đây nè. Đó. Cái chỗ này là cái chỗ nấu ăn của bà cô nè với em rồi nè, trẻ gia đình nè. Chia cái trái này lên đỡ nè mọi người. Đó, rồi ngủ thì thấy không có gì. Thì ở cùng quê, nên là lên thắp cho em cái nha. Chỉ là thấy gì? Tự nhiên đang bình thường mà tự nhiên bị gì đó đau lòng kìa. Ngồi chơi chứ. Em biết là bị ở sau cái cổ bị hai cái gãy hai cái không? Em cũng em mới đứt dép về. Mẹ ra anh. Mẹ. Ngồi thầy. Là cô là má hả? Ý là con là cũng thay con ở dưới ngay chỗ Cát Khánh đây à. Con thay mặt thành Mạnh Thường Quân lên đó đi thắp nhang cho em. Thì nghe nói là gia đình của bà cô là có chị và đứa em. Đứa em đây là một người. Thì hai vợ chồng em có tích thì hiện tại em đang làm công việc gì? Mới tính để em có gì kêu gọi từ được đồng nào. Em sinh năm vô rồi. Mới sinh năm 2000 rồi nha mọi người. Nhưng mà đi lao động đồ khổ quá nên mặt thì hơi về đó. Đó, và chị thì có chồng, hiện tại chị đang có chồng đang ở đâu? Em ở Đắk Lắk. Là mà biết em mất rồi máu về chiều đây luôn hay sao? Dạ, em bác nghe tin là em taxi em chạy về luôn á. Đó, thì mọi người thấy cái hoàn cảnh gia đình của em như thế nào thì Lộc đã quay cho mọi người xem rồi đó. Thì gia đình của em hiện tại là có mẹ, là có chị, rồi có một đứa em. Đó, có nhiều đó thôi mọi người. Be thì mất bao nhiêu mấy năm rồi? Mất 2004. Dạ, mất mười mấy năm rồi. Mười mấy năm rồi. Mẹ nuôi ba đứa em. Em là người xéo anh nó có 6 tuổi. Mà 6 tuổi là mất đi 20 năm. Thôi gia đình cũng cố gắng như chị. Thì hoàn cảnh gia đình thì Lộc đã quay lên hết cho mọi người xem rồi. Thì mọi Lộc sẽ đỡ số tài khoản ở dưới phần bình luận và phần mô tả.
mọi người có giúp đỡ gia đình của em thì gửi cho số tài khoản Lộc đỡ nha. Vậy thôi, bây giờ Lộc xin kết thúc video nha mọi người. Bye bye mọi người nha.